Chào các bạn, mình xin gửi đến các bạn bài trên tay nhanh chiếc Lumia 930, một sản phẩm được rất nhiều bạn quan tâm và chuẩn bị lên kệ trong những tuần tới. Về thiết kế thì Lumia 930 có thiết kế gần tương đồng so với đàn anh, đó là Lumia Icon, một sản phẩm được bán duy nhất tại nhà mạng Verizon ở Mỹ. Khi cầm chiếc Lumia 930 thì cảm giác nó rất là vừa tay, với kích thước màn hình AMOLED 5 inch Full HD và nó được trang bị công nghệ Clear LED, nó giúp cho cái góc hiển thị được tốt hơn cả khi bạn sử dụng máy ngoài nắng. Thì máy có thiết kế nguyên khối với cái viền nhôm bo tròn 4 góc, nó cho bạn cái độ sang trọng cũng như là cái sự tinh tế khi bạn sử dụng, khi bạn cầm nắm trên tay. Phía dưới màn hình vẫn là ba phím bấm truyền thống trên Windows Phone. Phía trên thì ta có loa đàm thoại và camera 1.2 megapixel, và phía dưới ta có cổng sạc. Phía trên ta có giắc cắm tai nghe và hai cái vạch này là hai vạch sóng, và cái bên đó là cái khe cắm thẻ SIM. Thì mình đánh giá cao về cái phần thiết kế của cái khe cắm thẻ SIM này, nó giúp bạn tháo lắp SIM nó một cách dễ dàng hơn, không cần phải dùng tới cây chọc SIM giống như các dòng máy Lumia trước đây có thiết kế nguyên khối. Và các bạn lưu ý thì Lumia 930 sử dụng chuẩn nano SIM. Bên phải vẫn là ba phím bấm truyền thống, gồm có phím camera, giữa là phím nguồn, trên cùng là phím tăng giảm âm lượng. Thì ba cái phím bấm này được thiết kế rất là bấm, khi các bạn bấm cái đầu này rất là thích tay. Và phía sau nó nổi bật với cái vỏ nhựa polycarbonate. Nó vỏ nhựa này được thiết kế sần cho các bạn cái cảm giác cầm trên tay rất là thích, và đặc biệt là nó sẽ hạn chế khi bạn sử dụng nó bấm mồ hôi vân tay. Và phía trên thì ta có đèn LED kép và camera 20 megapixel được trang bị công nghệ Blue View. Và mình đánh giá cao về cái camera trên chiếc Lumia 930 này, nó được thiết kế thụt vào trong, bạn hạn chế trầy xước khi các bạn sử dụng cũng như các bạn để trên bàn. Và phía dưới đó chúng ta có đó là loa ngoài và một cái mic. Thì trên Lumia 930 có tổng cộng là 4 cái mic, nó giúp cho cái việc ghi âm sẽ được tốt hơn. Lumia 930 được cài sẵn cái phiên bản phần mềm Windows Phone mới nhất 8.1. Với cái bản cập nhật Windows Phone 8.1 mới nhất này thì nó có nhiều cái cải tiến hơn, như có cái thanh thông báo trạng thái nhanh giúp bạn bật tắt nhanh những ứng dụng cần thiết. Và bên cạnh đó nó hỗ trợ thêm cái kiểu gõ Telex. Đây là một kiểu gõ rất là thông dụng, được nhiều người sử dụng. Và giờ đây mình sẽ thử soạn một cái đoạn văn bản ngắn bằng cái bàn phím Telex cho các bạn xem. Và bên cạnh đó thì Lumia 930 vẫn được cài những cái ứng dụng rất là hay từ Nokia, như Nokia Camera. Đây là một ứng dụng giúp bạn làm chủ được cái camera, có thể là chuyển đổi nhanh giữa chụp ảnh, quay phim, điều chỉnh nhanh những cái thông số trên màn hình, chẳng hạn như là ISO, màn trập, cân bằng trắng. Cấu hình mạnh đó là cái chip xử lý Snapdragon 800 và RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Thì các bạn lưu ý bộ nhớ trong này các bạn không thể mở rộng được, nhưng mà theo mình đánh giá thì với cái dung lượng 32 thì đây là một cái dung lượng cũng khá là cao cho số đông người dùng. Với cái cấu hình mạnh như thế thì mọi thao tác khi các bạn sử dụng trên Lumia 930 rất là mượt mà, nó không có sự trễ. Những cái khách hàng đặt hàng đầu tiên chiếc Lumia 930, bạn được sẽ được tặng kèm những gói khuyến mãi hấp dẫn lên đến 35 triệu đồng. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.